Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Croatia. Thế là trận đấu thuộc giải giao hữu U23 Dubai Cup, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 3. Trận đấu này thì cũng rất được chờ đợi của người dân Việt Nam chúng ta. Và Croatia trận đấu này là những người đứng nhất cửa trên và sẽ chấp U23 Việt Nam chúng ta với mức kèo là một trái. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,75 và hạ xuống nữa còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh và một like video này nhé. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến nhận định của mình thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận. Thì quay trở lại với cái phần nhìn bóng đá. Thì đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam và U23 Croatia đối đầu với nhau, cho nên cũng không có quá nhiều thông tin để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Việt Nam thì U23 Việt Nam thắng 3 và hòa 2. Một thành tích khá là ấn tượng. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Croatia thì U23 Croatia thắng 1 và thua 4. Và ở lượt trận này với cái mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cổ U23 Việt Nam được chấp một trái trận này. Vì sao? Có thể là trận đấu này U23 Việt Nam bị đá cửa dưới. Tuy nhiên thì Croatia đang cho thấy là họ cũng không phải gọi là một đội bóng mạnh khi mà họ thi đấu với Nhật Bản rất là hời hợt. Với lại là trận đấu này Croatia họ cũng sẽ không có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất của các bạn. Thứ hai này, nếu như trận đấu này mà Việt Nam lần đầu tiên gặp Croatia thì có thể cầm hòa được Croatia thì chúng ta chọn cổ Việt Nam chúng ta vẫn thắng kèo. Và nếu như mà chọn mức kèo được chấp một trái thì dù có thất bại trước Croatia với cái biệt là một bàn thì cũng không thua kèo nha các bạn. Và với phong độ cũng này khá là ổn định, cộng với Croatia đang cho thấy là họ không phải gọi là bóng mạnh, thì biết đâu lần đầu tiên gặp nhau thì U23 Việt Nam với đội hình đồng đều hơn thì có thể là lần đầu tiên đá bại được đội bóng châu Âu U23 Croatia luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội U23 Việt Nam được chấp một trái trong này. Không phải tôi là người Việt Nam thì đi chọn Việt Nam đâu. Thật sự thì nếu như mà trận đấu này một đội bóng châu Âu mà gặp một đội bóng ở Đông Nam Á mà gặp mà chấp mức kèo chỉ tầm một trái hoặc là hạ kèo thì mình nghĩ nhiều khả năng cũng có thể là mức kèo gài để cho các bạn nằm Croatia quá nhiều không chừng nữa. Điều đó trận đấu này ít nhất là Việt Nam sẽ có được một trận hòa trước Croatia hoặc là thất bại Croatia với cách biệt là một bàn là cùng. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau. Thì ở lượt trận đầu tiên thì cả hai đội đều không có bàn thắng. Ở lượt trận này thì mình nghĩ là Croatia họ cũng sẽ rất là muốn có bàn thắng. Còn Việt Nam thì cũng sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn rất chất lượng. Mình dự đoán trận đấu này kết thúc 90 phút hai đội hòa nhau số là 2 đều hoặc là Việt Nam thắng 2-1. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình ở ưu tiên đi cửa tài trong này. Trận đấu này nếu như các bạn không tin tưởng cửa Việt Nam ưu tiên đá tài 2,5 không, trận đấu đá tài khá là sáng. Mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là nửa trái từ sự một trái. Thì hiệp 1 mình chọn cửa Việt Nam và đá tài, thì đó hiệp 1 hay là hai đội hòa nhau sẽ là một điều. Và tất lại trận đấu khuyên các bạn chọn Việt Nam đá tài hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là phần nhận định của mình. Bạn nào đồng ý với mình thì hãy đi theo mình, bạn nào không đồng ý thì có thể là comment ở bên dưới để chúng ta thể cùng nhau thảo luận. Thì giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Chúc bạn may mắn trận đấu này. Trận đấu này khuyên các bạn là nên đá tài hơn đá Việt Nam.